Vừa qua tại Hà Nội diễn ra buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Market Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi hợp tác phối hợp trong việc triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương đã đánh giá cao những nỗ lực và sự tham gia của Mega Market vào thị trường bán lẻ. Công ty đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn lao động gián tiếp. Hiện tại, Mega Market Việt Nam đã có tới 19 trung tâm trên 15 tỉnh thành trên cả nước, vận hành 4 trạm trung chuyển gồm trạm trung chuyển cá khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ, rau quả tại Đà Lạt, thịt heo tại Đồng Nai và trạm trung chuyển trái cây Bến Tre. Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Market Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hiện thực hóa cam kết đảm bảo nguồn hàng cho nhà kinh doanh với khoảng 90% hàng hóa được sản xuất trong nước.